nhất luôn em ạ. Lâu lắm rồi bọn mình mới đi riêng với nhau thế này nhỉ? Ừ, phải đến mấy ngày rồi ấy nhỉ? Ừ, mấy ngày rồi ấy, 70+ tiếng rồi ấy, sợ lắm. Ừ. Anh ơi, bây giờ mình phải ăn gì chứ mình lại cứ ngồi như thế này à? Tiểu Nhi. Có em anh. Chào anh chị ạ. Chào. Vâng, béo béo thức của em chị, tạm bó thức của chị gọi gì ạ? Nhi à? Vâng. Mày nhà tên gì ạ? Vâng, em sinh thứ hai nên nhà em tên Nhi ạ. Mày nhất nhất. À, cho anh gọi mấy món sơn hào hải vị đắt nhất đây, mang lên. Nhất vào em ạ. Em cũng không biết là còn hàng bên em bán chạy á. Bên em thực ra là có bao ngư trên giòn, vi cá rim mắm, với cả chả cá mập, cuốn xương sâm. Còn này có thể ăn với cả kèm bún và mắm tôm. Không biết anh chị ăn gì ạ? Mấy cái món này. Chả cá mà chị. Rồi, anh hiểu rồi. Bây giờ mày cho mang cho anh mấy cái món chay đắt nhất ở đây nhá. Anh chị không ăn thịt, nghe chưa? Chay ạ. Mà bé em hỏi lại bếp ạ. Thôi rồi. Anh chị ơi, nhà em đổ chay vừa hết xong. Không biết anh chị có muốn dùng thay cái gì khác không ạ? Mày lấy cho anh cái thìa. Mày quát cho mày của em có. Anh mang này chắc không vừa anh. Em gửi anh. Thằng này chu đáo quá nhỉ vâng. Anh mang cái món mà hàng ngày. Béo nhưng mà không được. Vâng, cho chị cái này ạ. À, được rồi, cảm ơn. Cái này. Sao anh? Ok, anh chị gọi gì ạ? Mày cứ từ để anh đút cho vợ anh ăn nhé. Em vào xong ạ. Để anh đút em ăn nhé. Ngon không? Đang 60 cân thì ăn được nhiều vào nhé. Đợi. Em ơi nhìn này. Cái gì em thấy chưa? Có cái gì? Đấy. Đâu? Nó đây. Đâu ạ anh? Trái tim. Ừ. Có trái tim thì phải có cách này anh ạ. Sao em bậy thế? Bậy cái gì? Thì đấy. Ý em là tối nay mình về ăn nấm anh ạ. À, nấm gì? Nấm xong ăn trái cấm nhá. Bệnh viêm phổi khoa, cô hiểu chưa? Tôi cứ tưởng là nó nói điêu. Tôi thấy cô vẽ cái nấm, cô đã tưởng là vui vẻ thế mà. Cô nghe thấy chưa? Thằng nào nói đấy? Thằng Thiện, bác sĩ của gia đình. Thằng Thiện à? Phải dám nói láo cho bà và cho mày biết tay. Alo, Nam đấy ạ? À? Chị Cỏ đây. Mày cho thằng Thiện đi tù cho chị. Bằng cách nào cũng được, tiền không quan trọng. Nhanh lên nhá. Mẹ chúng nó làm đúng cũng phải đi tù. Đây là trường, có trường danh tiếng, trường thực nghiệm. Người ta dạy bố không thấy à? Một ngày đẹp trời, đi con xe tay ga này, tám em áo trắng đấy, thơ người ta phong tình. Học như thế. Đổi mẹ chọn cô trường. Cô Cỏ đâu?
cô vào đây. Sao? Sao? Hai bố con ông con làm sơ à? Bố mẹ lại cãi nhau rồi. Học thế này thì chết. Học thế này thì chết rồi. Thằng thứ ba đâu? Vào đây. Đó. Bố gọi con à? Mày. Mày đọc cho bố cái bài thơ tám này. Mày đọc cho con. À, đọc. Không biết à? Một ngày đẹp trời, à? Đi con xe tay ga, tám em áo trắng. Mày, đúng không? Mày, đúng rồi. Mày đúng cái thằng kia. Con sẽ cùng con cùng trường mà. Thế là qua chọn trường. Chả ông thì ai? Thế bà quản lý kiểu gì đấy à? Làm sao? Bà quản lý kiểu gì? Thế bây giờ chúng nó thi thế nào? Bây giờ chúng nó thi thế nào? Thi thì lên là ra kiểu gì đều không cao. Thưa phụ thân, con chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là làm việc tại số 2. Số 2 hả? Chính xác. À, số 2 qua có quen ông Bùi Hải, con biết ông đấy không? Là Bùi Hải đại nhân, danh tiếng lẫy lừng khắp nơi sao? Đại ý là thế. Đã. Rồi, thế thì bây giờ gọi mẹ mày vào để bàn việc nhé. Khổ thật quá. Con sao? Có việc đại sự. Tốt nghiệp đại học, con cũng đi làm. Trường vọng của con là làm số 2. Đấy thì tôi quen chỗ ông Bùi Hải. Tôi tìm hiểu rồi. Tôi tính là cho con nó vào hai một số 2 lưng mặt thể thao. Không được đâu. Nhà mình giàu, làm sao đi làm mục mặt như thế làm gì hả con? Mẹ biết là cái chỗ đấy, bây giờ hai cái mục đấy nó cũng đang lên. Nhưng mà nhà mình giàu, làm sao phải gì vào đấy làm cho nó khổ ra? Mày là chỉ vào văn hóa nội bộ để mày ăn chơi hưởng thụ thôi, biết chưa? Đấy là chơi thường thụ nào? Ừ. Cô lúc nào cũng cứ sườn sồn lên đấy nhỉ? Kệ tôi! Cho con vào hai mục kia nó làm anh hùng, nhớ. Anh hùng cái gì mà anh hùng? Người nó to như thế này, chỉ thích hợp những việc ăn chơi con nhỉ? Không phải làm liếc làm gì cả, sao phải đêm hôm để thức cái U23 với U24, mệt chết cả người. Tôi đã quyết định hoặc là làm hai mục đấy, hoặc là nghỉ nhà. Mọi người cãi nhau thế này, tốt nhất là rút đi cho xong. Đấy, con nó đi rồi đấy, sao cô không đi luôn cùng nó đi? Ông không thách nhất, tôi mà đi sao? Á. Sao? Tôi cầm cả con trai, con gái. Mà cả con dấu tôi cũng cầm đi luôn nhá. Con dấu á, cô mà cầm đi tôi sẽ kiện cô một toán. Thích thì kiện nhá. Việc này á, ông rời không giúp được ông nhá. Cái việc này nó là vấn đề nhạy cảm, phải lấy ý kiến của các cấp, cả chính quyền và địa phương phải vào cuộc, phải kết hợp với tuyên truyền và giáo dục,
cần phải có những biện pháp cứng rắn là răn đe. Như thế mới hiệu quả, hiểu chưa?